đây nó gọi là những cái dạ hành đây. Nó sẽ dự trữ nước và dinh dưỡng ở trong này rất là nhiều. Đây, em xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ giới thiệu lên cái mẫu cây hoàng hậu giống ở bên em. Thì cây mẫu giống này hiện tại là đang bán là 35.000 một cốc. Cái cây mẫu nó sẽ như thế này. Nó cao được khoảng hơn 20 phân. 20 phân đi. Nó có 2 đến 4 thân. 2 đến 4 thân và cái thân cao nhất thì nó cao được hơn 20 phân rồi anh chị. Đó. Chung là cây nó xem xem như vậy. 35.000 một cốc và cái này là đều là mẫu hoàng hậu xanh hết. Hoa xanh. Hoàng hậu hoa xanh anh chị. Bây giờ là em sẽ quay chi tiết vào cái cây cho anh chị coi. Thì em xin giới thiệu qua một chút về cái cách trồng. Thì đó là hiện tại nó đang ở cái cốc trắng như thế này, là cái cốc 1.5 cốc nhựa. Thì mình chỉ cần tút nó ra. Đó. Mình tút nó ra rồi ở đây nó đang trồng cái giá thể là rêu. Rêu và giá thể rêu thôi. Thì mình tút nó ra rồi mình đặt nó vào chậu mới, mình thêm giá thể mới là được. Rồi đơn giản vậy thôi. Thì đây là một cái chậu mới, rồi mình tút cốc cũ ra, mình đặt nó vào phần giữa như thế này, làm sao cho cái mặt bằng của cái phần gốc này nó cách cái miệng chậu tầm khoảng 1 phân là được. Nó nằm xuống dưới miệng chậu và cách khoảng 1 phân là được. Rồi sau đó thì ta chèn thêm giá thể vào vòng quanh thôi, vậy thôi. Giá thể thì ta có thể sử dụng là than hoa vỏ thông, hoặc là cái sơ dừa mình băm nó ra, sơ dừa băm ấy, mình băm nó ra mình phơi khô đi mình trồng cũng được. Đó là cái trồng thì nói chung là cây nó đang ổn định như thế này rồi thì thuật nó đơn giản vậy thôi. Mình về mình tút nó ra, mình đặt vào cốc mới là được. Thế còn phân bón thì là nếu mà mình có ít, mình không cần cầu kỳ có ít thì mình không cần dùng phân bón lá và mình dùng phân gốc hết, thì phân gốc thì có thể sử dụng là cái phân chì tan chậm hoặc là phân hữu cơ như là phân trâu, phân bò, phân chuột quế, phân dê là đều được. Thế còn anh chị mà có nhiều mà chăm sóc nó cầu kỳ thì mình dùng hỗ trợ thêm phân bón lá để hỗ trợ cho nó. Đó là cái cây hoàng hậu thì nói chung là đơn giản vậy. Thì bây giờ em sẽ quay cận cảnh lại cho anh chị coi một lượt. Đó là cái mẫu cây hoàng hậu giống 35.000 đấy anh chị. Cái này thì anh chị lấy từ 10 cây thì em sẽ bao cước. Đó, nói chung là cây nó cao khoảng 25 phân. Đây, ngón tay cái em đây. Nó cao được khoảng 25 phân. Thế còn đây là cái chiều của cái thân cao nhất đấy. Phần chậu thì nó có từ 2 đến 4 thân. Chậu từ 2 đến 4 thân anh chị. Nói chung là nó xem nhau. Khi lựa thì gửi thì em sẽ lựa những cái cây đẹp nhất đi cho anh chị. Nói chung là cây này thì đẹp, không có chê vào đâu được. Với cái mẫu tiền đó và cái giá cây và cái mẫu cây thì không chê được. Nó là giống hoàng hậu xanh anh chị. Thế còn cái hoa thì như em đã trình chiếu lên ở trên góc màn hình đó là cái hoa của cái cây hoàng hậu xanh. Cây này thì đặc điểm của nó là nó có giả hành. Rồi, đây gọi là, đây để em lấy một cái
đây nó gọi là những cái dạ hành đây. Nó sẽ giữ trữ nước và dinh dưỡng ở trong này rất là nhiều. Đây. Nếu mà mình chăm tốt, chăm đạt á, thì là đây là cây giống. Rồi càng về sau, 2-3 cái sau, dạ hành sau nữa thì nó sẽ mỗi một lần nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Đây anh chị nhìn này, những cái dạ hành đầu tiên này, thứ hai này, thứ ba này, đấy, thứ bốn này, đấy, càng ngày nó sẽ càng nhỉnh hơn một chút. Đấy là mình chăm đạt đủ dinh dưỡng cho nó thì nó sẽ vậy. Rồi xong xong đến cái đoạn nó trưởng thành thì nó sẽ dừng. Trưởng thành khi đây là cái giống, còn khi trưởng thành mình chăm đạt được cái củ nó được bằng khoảng 3 ngón tay anh chị, 3 ngón tay hoặc hơn nữa. Thế còn cái hoa của nó, cái cần hoa của nó thì nó sẽ dài dài được khoảng 80 phân cho đến hơn 1 mét, cho đến 1 mét 2 gì đấy, hoặc là mình chăm tốt thì nó sẽ còn dài hơn và nó thành một cái chuỗi như ở trên góc màn hình em chiếu lên đó, là nó sẽ thành một chuỗi như vậy. Trên đó là nó sẽ đính rất nhiều hoa ở trên đó. Cần hoa, trên cần hoa nó sẽ đính rất nhiều hoa. Nó rất là đẹp. Rồi anh em giới thiệu qua như vậy, thì anh chị nào có nhu cầu mua hoàng hậu xanh cây giống này thì liên hệ với bên em qua số hotline là 0963 090463, và cũng là số Zalo luôn. Thế còn website bên em là thanhngochi.com, vườn lan Thành Nguyễn anh chị. Rồi em xin dừng video tại đây, em cảm ơn anh chị đã xem video.